Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại trong các bạn trong kênh YouTube của mình. Thì hôm nay kênh Trà Đen Hòa Bình.net xin gửi lời chia sẻ một cái số câu hỏi của các bạn có gửi tới về bên mình, đó là những người bị suy thận thì có sử dụng cây Trà Đen được không? Thì qua đây mình cũng muốn trả lời về các bạn những cái công dụng tuyệt vời của Trà Đen mang lại. Như các bạn đã biết thì ngoài ra thì cái bệnh suy thận của mình ấy, do chức năng thận của mình nó đang thì yếu và sự đào thải của thận nó đang kém, cho nên chúng ta sử dụng cây Trà Đen với cái liều lượng nó rất là ít, mà cây Trà Đen thì không có mang lại được cái hiệu quả tốt trong cái bệnh suy thận mà các bạn có gửi tới cho mình. Nhưng qua đây thì mình cũng sẽ gửi tới các bạn một cái bài thuốc nho nhỏ để điều trị cái bệnh suy thận, đó là sử dụng 25g đỗ đen rang sao cháy và 25g cây cỏ mực sao vàng hạ thổ, chúng ta kết hợp để làm nước uống hàng ngày. Nhưng cái cách sử dụng cho bệnh suy thận, chúng ta nên hạn chế uống nước và tuyệt đối không sử dụng nước vào trước khi đi ngủ và vào ban đêm nha các bạn nhé. Thì sử dụng cái bài thuốc như mình giới thiệu trên thì chúng ta cũng phải sử dụng rất là ít, đó là sau khi ăn sáng xong chúng ta sử dụng một cốc và tầm đến 9 giờ chúng ta có thể sử dụng thêm cốc nữa. Và thời gian sử dụng tiếp theo đó là sau bữa ăn cơm trưa khoảng 30 phút. Và tiếp theo nó là sau khi ăn tối và trước khi đi ngủ tầm 2 tiếng đồng hồ thì chúng ta mới sử dụng được một cái bài thuốc chữa suy thận như vậy. Thì các bạn có mắc về cái bệnh chứng suy thận của mình và muốn mua sản phẩm và sử dụng thêm một số bài thuốc ở bên mình cung cấp, vì bên cái công ty của mình thì đó là một công ty thuốc nam gia truyền đã được ông cha ta để lại và được bí quyết gia truyền hết đời ông cha này truyền tiếp sang, nên chúng mình ngoài ra cung cấp cái sản phẩm cây dược liệu Trà Đen Hòa Bình thì cũng đã cung cấp một số cái bài thuốc về những cái chứng bệnh, ví dụ như là suy thận, viêm gan B, xơ gan cổ trướng, dạ dày, đau nhức xương khớp và một số bệnh nữa là bệnh trĩ. Và ngoài ra thì mình còn có cung cấp thêm những cái sản phẩm ví dụ như là lá tắm dành cho mẹ sau sinh, hoặc là phòng ngừa sản hậu, hoặc là điều trị về rối loạn kinh nguyệt. Thì ngoài ra các bạn có muốn sử dụng cái sản phẩm hay là tư vấn về cái bài thuốc mà mình nói trên hoặc những cái bài thuốc khác nữa thì hãy để lại cho mình số điện thoại để mình tư vấn rõ hơn và cái bốc cái thang thuốc phù hợp với cái bệnh lý của mình để mang lại cái hiệu quả tốt cho những cái bệnh của mình. Và ngoài ra thì các bạn có thể giới thiệu những cái công dụng tuyệt vời mà cái cây Trà Đen Hòa Bình như mình cũng đã giới thiệu ở những cái video trước, đó là điều trị hỗ trợ ung thư, dùng để tiêu viêm giải độc và điều trị về các bệnh viêm gan B, C và dùng để làm nước uống thanh lọc hàng ngày và dùng cho những người phải thường xuyên tiếp xúc với rượu bia. Và ngoài ra cây Trà Đen còn có thể kết hợp với những cái cây khác để làm những cái thang thuốc quý hiếm mà mang lại cho các bạn. Thì các bạn có thể giới thiệu và cho người thân biết về công dụng tuyệt vời, hoặc là muốn mua một cái sản phẩm tốt thì các bạn hãy liên hệ cho mình hoặc là để lại số điện thoại bên dưới video để mình tư vấn và rõ hơn các bạn nhé. Thì trước mặt mình đây thì mình muốn giới thiệu với các bạn là cây Trà Đen đạt chuẩn chất lượng Hòa Bình, đó là một trong khu vườn dược liệu của gia đình mình. Gia đình mình thì hiện tại đang thì có cái khu vườn dược liệu lên đến là 10 ha và trong cái quá trình sử dụng thì đã mang lại rất tốt cho các bạn, nên là chúng bên mình cũng có cái nhu cầu và nhằm để đáp ứng cái nhu cầu của bên khách hàng thì mình cũng đã nhân giống và gửi tới các bạn tất cả mọi miền trên tổ quốc này. Và chúng mình bên công ty thì luôn luôn phải cam kết đến chất lượng của cây thuốc và chất lượng khi gửi đến các bạn luôn còn đẹp, xanh, đẹp. Thì qua video này thì mình cũng xin cảm ơn các bạn, hoặc các bạn hãy để lại cho mình những cái câu hỏi để mình tư vấn về các bệnh lý của mình để rõ hơn và sử dụng không